Xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Hôm nay là sáng chủ nhật ở quê nhà, rất là quê nhà rất là đẹp, nhà nhà người người, phố phường cuộc sống luôn tấp nập mà rộn rã, vui vẻ. Nếu các bạn thấy đây là ở một cái vùng quê ngày xưa gọi là một cái ấp đó. Mà bây giờ nhà cửa san sát nhau, cuộc sống người ta vươn lên, ngay cả những cái bóng cây, những cái cây dừa, những cái hàng cây chuối, cây cao, cây mít, cây ổi chen nhau giữa những ngôi nhà san sát với nhau để đặng mà như là mọc lên hiên ngang đón mừng một đất nước quê hương đang đổi mới và phát triển từng ngày từng giờ và từng phút từng giây. Anh chị em các bạn thấy tuyệt vời không? Ngay cả những cái cây dừa, cây mít, cây ổi nó vẫn chen chúc nhau giữa những cái ngôi nhà, cây trứng cá này, giữa những ngôi nhà san sát để đặng mà mọc lên, để đặng mà vươn lên cùng với lại đất nước, sự đổi mới của đất nước. Tuyệt vời anh chị em các bạn ạ. Đây là một cái vùng ngày xưa là vùng quê nha anh chị em các bạn. Tôi không nói cho các bạn biết ở vùng nào. Tại vì Lợi Minh đi là tụi thế lực thù địch nó đi theo đằng sau dữ lắm. Các bạn thông cảm nhiều. Đấy, bây giờ các bạn biết ở đây nó đã lên huyện rồi đó. Ở đây lên huyện rồi đó. Mà xưa đất ở đây là đụng vô là không ai thèm ngó tới, bỏ quan ai cứ là vào, ai muốn cầm xào, cầm xuồng, cầm đất là ở thôi. Mà bây giờ đâu có nữa đâu. Nhà lầu mọc lên sang sát, người ta ăn nên làm ra. Các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà rất là thanh bình, chỉ có cái những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp mấy thành phần dân chủ cụi tầm tàu lao. Lâu rồi mình không có nói cái chữ tàu lao nha. Cái chữ tàu lao của anh cầm rất là hay, tàu lao. Các bạn thấy quê hương đất nước đổi mới, ngay cả những người năm xưa bỏ nước ra đi, bây giờ người ta cũng đã nhìn thấy được cái sự phát triển đổi mới của đất nước. Người ta quay trở về. Anh chị em các bạn thấy nhìn ở dưới đó, một người đang bán ở trong một cái quán nhỏ vậy đó mà người ta vẫn có thể mưu sinh được. Để người ta bán một buổi sáng như vậy, các bạn thấy người ta vẫn mưu sinh và người ta vẫn sống rất là thoải mái. Còn ở cái xứ tư bản làm má nhìn ông ra luôn, bỏ hết quê hương ra đi làm má nhìn ông ra. Cứ nằm thức dậy rồi nằm, mở mắt lại là cứ lo ngày mai phải làm đi đúng giờ, coi bỏ cơm bỏ nước theo ăn. Nghỉ thì cũng phải báo cho boss biết là tôi nghỉ 5 phút, 10 phút, nghỉ nửa tiếng ăn lunch. Các bạn thấy, chỉ còn ở quê nhà người ta làm mệt thì nghỉ, cảm thấy không thoải mái thì nghỉ, lát làm tiếp. Nếu sao xong công chuyện và để đặng mà hoàn thành cái project của mỗi cái công việc, những cái công việc cho nó hoàn thành đó. Các bạn thấy không? Cây, ngay cả những cái cây đu đủ, trứng cá nó chen chân nhau, những cái ngôi nhà nó mọc lên theo. Tuyệt vời hả? Tôi nói cho anh chị em bạn nha, cái chỗ mà tôi đang quay xuống, chỗ này là hồi xưa cái nhà lòng chợ, nó là một cái xã mà, một cái ấp mà, cái nhà lòng chợ lớn lắm. Mà khi ông nhà nước, ông đập cái nhà lòng chợ, dân của mình tự đập, mạnh ai nấy lấn rồi. Các bạn, đây là một vấn đề nguy hiểm, đây là vấn đề mà gọi là sau này nó giống như cái vườn lộc thân vậy đó. Ví dụ sau này tôi nói anh chị em các bạn, ông nhà nước ông muốn nâng cái hạ tầng cơ sở của cái đường này lên á thà rất là khó, phải giải tỏa hơn trước. Còn ngày xưa cái nhà lòng chợ lớn lắm. Nó rộng. Mỗi lần tôi về tôi ve xe thoải mái lắm. Bây giờ rất là cực, tại vì ông nhà nước ông đập ra rồi, dân mình thấy nó trống, trước nhà ai mạnh ai nó lấn. Đấy các bạn thấy không, mạnh nó lấn. Bây giờ cái đường nó còn cao lắm, là chừng 2 mét là dữ lắm à. Ngày xưa nó trên 10 mét, anh chị có bạn trên 10 mét đấy.
những cái chuyện như vậy nè. Bởi vì cái đất nước Việt Nam mình nó có những cái chuyện mà mình, ông nhà nước Việt Nam phải nói là ông quản lý rất là hay. Để dân mình lấn ra xong rồi mơ nay chính phủ nhà nước cần phải nâng cấp hạ tầng cơ sở thì phải đền bù cho dân. Rồi mấy cái đám dân chủ cụi, mấy cái đám mà ba que ba sọc lờ nó nhảy vô cộng sản ác với dân, hèn với giặc. Các bạn thấy không? Bởi vậy nó nhiều chuyện bất cập lắm. Mình phải nói là tôi về tôi sống rồi tôi càng cảm thấy thương ông nhà nước mình đó. Cái gì cũng làm sao cho nó uyển chuyển và nó phù hợp với lại cái cuộc sống ở quê nhà. Còn ở Mỹ không có đâu. Anh mà lấn của ông chính phủ nó xuống nó đập ngang. Anh mà đập không kịp nó hả là nó phạt anh. Anh chỉ làm lấn sai như bên bển tôi nói, tôi làm cái hàng rào. Hồi trước tôi nhớ tôi đo đúng cái hàng rào mà cái thằng kế bên mình chỉ nói là cái đó là mình lấn sai qua nó thôi. Chút thôi mà mình thương lượng với nó không là không, bắt phải đập xuống. Mình thương lượng nó không, nó cà chớn, nó ỷ nó có tiền mà. Nó thuê luật sư, nó bắt mình là phải đập xuống ngay lập tức. Phải xây lại tốn $5,000 chứ không phải ít đâu. Các bạn thấy Việt Nam, đất nước, con người đang đổi mới và phát triển. Thôi thì một buổi sáng ở quê nhà. Lại Minh xin chào đến anh chị các bạn. Rất là vui anh chị các bạn. Về với quê hương rất là vui. Thấy đất nước, con người, xã hội nó cứ đi tới không? Đi tới đổi mới, phát triển. Và con người người ta càng lúc càng tốt hơn. Cuộc sống nó càng lúc nó càng thịnh vượng hơn. Dân trí càng lúc càng cao hơn. Cái sự ý thức trong một xã hội nó càng lúc càng tốt đẹp hơn. Đó là cái gọi là dân trí. Dân trí ở đây không phải là học vị nha anh chị các bạn. Tôi muốn nói lại một lần nữa. Có nhiều người họ tự ái. Khi mình nói chữ dân trí, người ta tự ái. Người ta nói ô cái thằng Lợi Minh này mày học bao nhiêu mà nói người này dân trí nọ. Cái dân trí là sự ý thức trong một cái cộng đồng xã hội. Cái trách nhiệm cao của mỗi một người công dân trong cái cộng đồng xã hội. Khi dân trí cao thì xã hội nó sẽ cao lên, nó sẽ tốt hơn. Và những cái trật tự trong xã hội người ta sẽ ý thức được nhiều hơn. Họ sẽ có những cái trách nhiệm. Trách nhiệm nó nặng nề hơn. Thôi thì Lợi Minh xin chào chị em các bạn. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy tuyệt vời ha. Những cái hàng cây dừa đồ nó chen chúc nhau giữa những ngôi nhà anh chị các bạn. Rất là cảm động ha. Ngay cả những cái cây mà nó còn phải chen nhau mình nhau để đặng mà nó vươn lên. Vươn lên trong cái sự đổi mới của đất nước, trong cái sự phát triển của đất nước. Chứ đâu đến nỗi mà phải ô nhiễm đến nỗi mà cây nó phải ngã ngửa ra nó chết đâu. Anh chị em các bạn thấy không? Nó đâu có ngã ngửa nó chết đâu. Dừa nó cũng trái xanh tươi buồn nặng kiểu. Mặc dù nó chỉ chen nhau giữa những cái phẳng đất trống, người ta đâu có bón phân nó gì đâu các bạn thấy không? Nó vẫn chen nhau để đặng mà nó mọc lên đấy, rồi nó cho trái, cho quả, cho cây xanh, những cái trứng cá, rồi những cây cao, những cái ổi, cây mít, tuyệt vời lắm anh chị các bạn, rất là tuyệt vời. Ngày xưa khi đất nước ở cái thời mà khoảng chừng 10 năm, mười mấy năm về trước, anh chị các bạn nhìn thấy những mấy nhà ở Việt Nam coi như là toàn là dây anten không nhớ không? Anten không? Anten mà cái người khi mà có cái sinh vật quạ mà mình tưởng tượng như lỡ mà ông thần sấm sét mà ông bị té xuống dưới trần gian ở Việt Nam. Nói không anten đâm ông cũng chết các bạn thấy không? Bây giờ anten ở Việt Nam rất là ít. Tại vì sao? Cái sự phát triển của đất nước người ta không xài anten nữa. Cái họ chuyển cái hệ qua digital rồi. Kỹ thuật số rồi. Các bạn thấy không? Bây giờ là hồi xưa mới là một quay về đó. Ở những cái ngôi nhà anten nhìn thấy mà ớt luôn. Anten nhà nào cũng anten bự 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 bự. Nào bây giờ nó còn đâu. Các bạn thấy không? Cái sự phát triển của đất nước, mọi thứ đều thay đổi. Nó đi vào sự trật tự và ổn định. Rất là tuyệt vời. Thôi lại mình xin chào anh chị em các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye.